Bến Tre kính chào quý vị và các bạn. Hướng trước mặt chúng ta rẽ trái là hướng đi phường 8, hướng đi về công ty Mai Việt Hồng. Hướng thẳng trước mặt chúng ta là hướng đi về ngã tư Tú Điền, hướng về trung tâm thành phố Bến Tre, hướng đi về ngã tư Phú Khương, đi thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Sang phải chúng ta là hướng đi về vòng xoay Phú Hưng. Khi đi tới vòng xoay Phú Hưng, chúng ta đi ngang qua Ủy ban Nhân dân xã Phú Hưng, đi ngang qua trường Trung học Phổ thông Võ Trường Toản. Tới vòng xoay Phú Hưng, rẽ trái là chúng ta đi về hướng khu công nghiệp Giao Long, đi về huyện Bình Đại, vân vân. Vòng xoay này quen thuộc lắm phải không ạ? À? Vâng, rất là quen thuộc. Mà các video trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn khu nền 250 triệu trên nền, diện tích 90m², thổ cư 100% mà chúng tôi đã bán hết. Qua vòng xoay Phú Hưng, chúng ta chạy thẳng tới khoảng 200m. Bên trái có ngã ba, chúng ta rẽ vào con lộ đó gọi là lộ bờ đắp. Từ đầu lộ chạy vào khoảng 300m, bên trái chúng ta sẽ đi qua trường trung học cơ sở Phú Hưng. Do trong mùa dịch Covid-19 nên các em nghỉ chưa đi học lại. Tới ngày 4 tháng 5 2020, các em sẽ được đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài chống dịch Covid-19. Chạy qua trường trung học cơ sở Phú Hưng, chạy tới là cổng chào ấp Văn Hóa Phú Hữu. Chạy qua cổng chào khoảng 200m, bên trái là khu nền giá 250 triệu trên nền mà 10 tháng trước chúng tôi đã làm video giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chạy khoảng 1km là tới bất động sản cần bán hôm nay. Trên con đường lộ bờ đắp, hai bên đường có nhiều cơ sở kinh doanh, xí nghiệp nhỏ, tiệm tạp hóa đang hoạt động rất tốt. Chúng ta chạy hết con đường này là thông ra đường tỉnh 885. Chúng ta có thể đi vòng chơm, đi về chợ giữa, về hướng trung tâm thành phố Bến Tre, vân vân. Từ cổng chào ấp Văn Hóa Phú Hữu, chúng ta tiếp tục chạy tới khoảng 1km bên phải, chúng ta có một cơ sở phân phối. Cặp hàng rào bên hông cơ sở phân phối này có con hẻm 3m trải đá mi. Chúng ta rẽ vào để đi về hướng bất động sản cần bán hôm nay. Trên đoạn đường chúng ta có đi ngang qua chùa Trường Quang. Qua chùa Trường Quang, chúng ta tiếp tục chạy khoảng 500m là tới con hẻm đá mi bên phải. Trước khi đi đến bất động sản cần bán hôm nay, quý vị và các bạn nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like và chia sẻ giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Con đường đá mi chúng ta đang chạy, chủ đất cam kết là làm đường ranh rộng 3m đi tới bất động sản cần bán này. Quý vị và các bạn theo dõi quan sát thấy bất động sản đã được bê bờ xung quanh, chuẩn bị san lấp mặt bằng. Khi quý vị và các bạn mua bất động sản này, chủ đất cam kết bơm cát bằng phẳng cho quý vị và các bạn. Bất động sản cần bán có diện tích là 4.882,2m², mặt ngang trước là 27,46m, nở hậu là 42,95m, chiều dài là 129,14m. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, hướng đông nam. Giá bán của bất động sản này là 1.200.000 đồng trên 1m². Giá tổng diện tích là 5.858.000 đồng. Đây là cái giá rất hợp lý cho quý vị và các bạn có ý muốn đầu tư. Vì hiện tại đang mùa dịch nên chủ bất động sản này bán để xây đồng vốn. Bất động sản này rất thích hợp cho quý vị và các bạn phân diện tích 500m² để cất nhà, biệt thự, vườn. Đây là lựa chọn của rất nhiều khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đang đổ xô về mua để ở nghỉ dưỡng. Khi đường đan mở rộng 3m thì xe 7 chỗ, quý vị và các bạn chạy tới chỗ. Về tiện ích là cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 2,5km, gần chợ, gần trường học các cấp, không gian yên tĩnh, thoáng mát, cũng rất thích hợp chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua bất động sản này để đầu tư hoặc chọn làm nơi nghỉ dưỡng thì hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi dẫn quý vị và các bạn xem trực tiếp bất động sản này, gặp trực tiếp chủ để thương lượng cái giá hợp lý để chuyển nhượng ngay bất động sản này. Xin nhắc lại, bất động sản có diện tích là 4.882,2m²,
có mặt ngang là 27,46m, nở hậu là 42,95m, có chiều dài là 129,14m. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, hướng đông nam, giá bán là 1.200.000 đồng trên 1m2. Tổng giá trị bất động sản là 5.858.000 đồng. Nếu quý vị và các bạn ưng ý muốn đầu tư bất động sản này, hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi. Quý vị và các bạn có nhu cầu cần tìm đất nền, đất công, đất mặt tiền, nhà xây dựng sẵn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tìm giúp quý vị và các bạn. Ngoài ra chúng tôi còn nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu cần mua, cần ký gửi, hãy gọi ngay cho chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi luôn xuất hiện trên video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.